Bán nhà xây mới 4 tầng tại xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà được thiết kế là 4 tầng, vị trí là căn góc, để có hai mặt ngõ, rất là thoáng. Đây, ngôi nhà có hai mặt ngõ, thiết kế 4 tầng, rất là thoáng. Có diện tích là 30m², có hướng chính là hướng Tây. Thiết kế ở trong ngôi nhà là sẽ bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Đây, vị trí của ngôi nhà thì là nằm ở trên mặt ngõ là rộng 3m, cách đường ô tô đi là khoảng tầm 200m. Rất gần những cái khu vực như là đường Lê Trọng Tấn, Thiên đường Bảo Sơn hay là những khu vực bến xe Mỹ Đình. Đấy, và có giá đang được chúng tôi chào bán là giá là 1 tỷ 750 triệu đồng. Công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Và có thể là hỗ trợ tối đa là 80% cái giá trị của ngôi nhà với cái lãi suất ưu đãi nhất. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết tổng quan toàn bộ ngôi nhà để cho là quý khách hàng có thể nắm được. Thứ nhất là hiện tại tôi đang đứng ở phía trước mặt tiền đây. Mặt tiền này được ốp bằng gạch granite 80-80, sử dụng cửa chính là cửa cuốn. Đấy, diện tích 30m, thiết kế là mỗi tầng một phòng, rất là hợp lý. Và ở đây là khu vực ở phía bên trong tầng 1. Tầng 1 được thiết kế là sẽ bao gồm là một khu vực phòng khách, một khu vực phòng bếp và một nhà vệ sinh phụ. Vì là căn góc cho nên là chúng ta là có thể mở cửa sổ ra ở phía bên hông nữa. Đấy, cho nên là vào trong ngôi nhà rất là thoáng, luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Sử dụng gạch lát nền là gạch kích thước là 80-80. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led cũng như là hệ thống tủ bếp, hệ thống thiết bị vệ sinh là đều đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Sử dụng là tủ bếp là bằng gỗ sồi Nga cao cấp. Đấy, tủ bếp thiết kế dạng chữ L rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống phụ kiện bản lề là đều là hàng cao cấp hết. Vòi rửa và chậu rửa nó sử dụng là bằng chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu Hàn Quốc. Mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian của phòng bếp và phòng khách của ngôi nhà đây. Đấy, rất là rộng, rất là thoáng. Và đây là cái khu vực nhà vệ sinh của tầng 1. Nhà vệ sinh thì đều đã được chúng tôi là lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu, bệt liền khối, hệ thống lavabo, vòi xịt, lô giấy cũng như là hệ thống gương phụ kiện của ngôi nhà. Và trong cái phòng vệ sinh của tầng 1 là sẽ có hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Và tiếp theo đây là cái khu vực hệ thống cầu thang của ngôi nhà, sử dụng hệ thống tay vịn và hệ thống song cầu thang là bằng gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ mặt bậc cầu thang và cổ bậc cầu thang đã được ốp bằng đá granite hết. Thiết kế ở phía bên trên tầng 2 là sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, và phía bên trên tầng 2 là bên chúng tôi là sẽ lát cái gạch 60-60, gạch vân gỗ men bóng rất là đẹp. Và ở phía khu vực ô cầu thang là cũng có thêm cửa sổ để lấy ánh sáng và không khí cho khu vực cầu thang nhé mọi người nhé. Đây, đây là toàn bộ cái hệ thống phòng ngủ của tầng 2. Sử dụng là cửa thông phòng, là cửa bằng gỗ lim Nam Phi, thiết kế khép kín. Nhà vệ sinh ở phía bên trong phòng. Đấy. Phòng rất là rộng. Kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế tối ưu cái hệ thống cửa sổ và cũng như là cái hệ thống lưới an toàn để đảm bảo cho ngôi nhà luôn đầy đủ ánh sáng và cũng tăng tính an toàn cho ngôi nhà luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn toàn bộ cái không gian này. Thiết kế là một phòng cho nên là rất là rộng, chúng ta có thể là kê giường, tủ, bàn làm việc, bàn trang điểm hoặc là bàn học. Đấy, rất là hợp lý. Có rất là nhiều cửa sổ, có 3 cửa sổ, một cửa chính và 2 cửa bên hông. Chúng tôi đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ điều hòa ở đây. Đấy. Quý khách hàng cần lắp thì là lắp sẽ thao tác và cực kỳ đơn giản luôn. Phía trước nhà không gian rất là thoáng.
Ở đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Thiết kế nhà vệ sinh là sử dụng là toàn bộ hệ thống bồn cầu, lavabo, hệ thống kệ đá hay là những cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh đều là hàng cao cấp cả. Đấy. Sử dụng là gạch granite để ốp tường. Chúng tôi cũng đã lắp hoàn thiện xong hết hệ thống phụ kiện, hệ thống vòi xịt nô giấy là cũng là sử dụng là chất liệu bằng inox siêu bóng chống han gỉ. Đấy, nhà vệ sinh rất là đẹp ạ. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 thì là sẽ tương tự như nhau, sẽ bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đấy, nhưng ở trên này thì cái hệ thống gạch lát nền chúng tôi là sử dụng là gạch kích thước 60-60, vân đá có tông là màu xanh ngọc rất là đẹp. Đấy, phòng rất là thoáng, cực kỳ thoáng luôn. Trước nhà cái view cũng rất là thoáng. Đó. Với cái thiết kế 30 m² trên diện tích sổ đỏ thì ngôi nhà này cái hệ thống thiết kế hay là những cái bố cục của các phòng và các chi tiết là cái thiết kế mà hợp lý nhất trong những cái khoảng đất là 30 m² mà tôi đã giới thiệu đến toàn bộ quý khán giả ở trên kênh giới thiệu của tôi. Đấy, đây là nhà vệ sinh. Tiếp theo đây là mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4. Ở tầng 4 thì sẽ là có thêm là một phòng ngủ, một phòng thờ và một khu vực giặt đồ, sân phơi. Đấy, và đây là cái khu vực toàn bộ tổng quan của tầng 4 đấy ạ. Đấy. Ở khu vực cầu thang thì là sẽ có cái giếng trời đây, để lấy ánh sáng và không khí cho toàn bộ cái ô cầu thang này. Đấy, cung cấp đầy đủ ánh sáng luôn. Và đây là cái khu vực dùng để máy giặt. Chúng tôi đã thiết kế sẵn hết toàn bộ hệ thống điện, hệ thống nước. Đây là một cái phòng ngủ phụ. Ở phía bên ngoài này là sân phơi hoặc là phòng thờ. Đấy, thì tùy mọi người có nhu cầu sử dụng phòng như thế nào thì chúng ta sẽ bố trí phòng như thế. Đấy. Tất cả các phòng là đều có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí, để cho nên là rất là thoáng. Mọi người cũng có thể là nhìn thấy là phía xung quanh đây rất là nhiều nhà cao tầng, khu dân cư ở rất là đông, đầy đủ tất cả các tiện ích điện đường trường trạm. Đấy. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này là có diện tích ở trên sổ đỏ là 30 m², có hướng chính là hướng tây và thiết kế là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có địa chỉ là nằm tại Na Phù, Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 750 triệu. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ những cái chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà trực tiếp hoặc là cần tư vấn thêm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video về nhà và các bất động sản cầm bán khác của bên công ty chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.